nhận vào sáng ngày 2 tháng 12, khoảng 8 giờ 45 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, tiệm vàng My Hồng, quận Bình Thạnh niêm yết vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Tương tự, tập đoàn Phú Quý cũng tăng vàng SJC lên 72,6 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 72,7 triệu đồng một lượng mua vào và 74,02 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Trong khi giá vàng miếng SJC tăng giảm liên tục những ngày gần đây thì giá nhẫn 4 số 9 tiếp tục lập đỉnh mới. Cụ thể, sáng nay, công ty SJC báo giá vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 61,55 triệu đồng một lượng mua vào và 62,65 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua so với hôm trước. Tương tự, công ty B&J cũng niêm yết giá vàng nhẫn B&J ở mức 61,6 triệu đồng lượng mua vào và 62,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán.